Ủa chị ơi, chị đang coi gì vậy? Chị đang coi lại camera, coi hồi nãy nó quạo mắt em sao chị ra chị quạo nó y chang vậy đó. Mày đi qua đây khúc này không? Dạ. Phải khúc này không? Dạ đúng rồi. Lúc này là Thảo Nguyên mới đi học về, đang định xích con chó lại để rủ bạn vô nhà chơi, mà Sam không ngờ là nó đã nhảy chồm lên người Thảo Nguyên và dùng cái móng để cào vô mặt con nhỏ một cái. Ngồi coi lại camera thấy Thảo Nguyên cứ dùng tay dụi mắt, rất là thương luôn. Nè, mắt Thảo Nguyên bị chó nó vào nè mọi người. Đó, tí nữa là vô con mắt rồi. Đi. Đi ra chị xử nó cho em coi. Để chị xử. Không muốn nhìn luôn á. Sao nãy mày quay mất Thảo Nguyên? Nè, còn làm chị máu tay tao nữa nè, thấy không?